Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 285 Sau đó, thẩm lãng trú ẩn trong thành bảo của Trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Nếu không vì tình hình bên trong lâu đài quá thảm thiết, nơi này thực sự có thể coi là xa hoa. Về mặt kiến trúc nghệ thuật hoặc độ thoải mái, nó thậm chí còn vượt qua huyền vũ hầu tước phủ của gia tộc Kim Thị. Hơn nữa, nó được xây dựng trên đỉnh núi cao, cảm giác như đang nhìn xuống chúng sinh từ trên cao. Có lẽ, người của gia tộc Tô Thị đã quan sát chúng sinh quá nhiều lần, nên dã tâm của họ càng lúc càng lớn. Quân đội 2 vạn người của trịnh đà hiện giờ chỉ còn lại hơn một vạn ba nghìn người, phần còn lại đều đã chết. Hơn nữa, trong số hơn một vạn ba nghìn người này, sẽ có một nửa người chết vì bệnh đậu mùa trong tương lai gần. Dù có điều kiện điều trị tốt, trong hoàn cảnh điều trị này, tỷ lệ tử vong của bệnh đậu mùa là 50%. Tuy nhiên, mọi người vẫn cảm kích thẩm lãng vì đã cứu mạng họ. Vì sao ư? Bởi vì những người chết sẽ không trách móc. Những người sống sót chỉ biết mong thẩm lãng chữa trị hết cho họ. Nhưng tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Dịch bệnh đậu mùa đã bùng phát trên toàn bạch Xã quận. Trước đó, Trịnh Đa đã lấy một phần lương thực của Trấn Viễn Hầu Tước Phủ để tặng cho dân chúng bạch Xã quận nhằm thu hút lòng tin của họ. Nhóm người ăn lương thực này sau đó đã nhiễm bệnh đậu mùa, lây lan từ một người sang mười người, từ 10 người sang trăm người. Ngoại trừ thành bạch dạ quận, mọi nơi trong quận đều bị lây nhiễm. Mỗi ngày đều có rất nhiều người nhiễm bệnh đậu mùa và mỗi ngày cũng có người chết đi. Trong thời gian ngắn, toàn bộ bạch dạ quận hoảng loạn, mọi người hoảng sợ. Vào lúc này, tin tức về khả năng chữa bệnh đậu mùa của thẩm lãng đã được truyền đi. Thần y thẩm lãng có thần dược, không chỉ đã cứu Khương Vương mà còn cứu vớt được vô số dân chúng Khương Quốc. Vì vậy, mỗi ngày đều có vô số người đến quỳ gối trước cổng lớn của trấn viễn hầu tước phủ thẩm công tử cứu mạng chúng ta thẩm đại nhân cứu mạng chúng ta thẩm bồ tát xin hãy cứu chúng ta điều trân trọng là những người đến cầu thẩm lãng cứu mạng này và đám người đã từng vây công thẩm lãng trước đó có sự trùng hợp lớn những người trước đây đã thống hận thẩm lãng tận xương rõ ràng đã biết chân tướng họ trong lòng hiểu rằng không phải thẩm lãng đã sai lệch khương binh để cướp bóc và giết chóc mà là do hành động của trịnh đà tuy nhiên họ vẫn đổ lỗi cho thẩm lãng hận không thể lột ra rút gân hắn trong lòng nguyền rủa chính vì thái độ ngạo mạn của thẩm lãng đối với họ nên hắn trở thành tội nhân nhưng giờ đây khi đối diện với sự sống còn nhóm người này đã vứt bỏ hận thù trước đây đến cầu xin thẩm lãng cứu mạng hơn nữa số người quỳ gối bên ngoài càng ngày càng nhiều lan tràn đến chân núi ban đầu họ chỉ cầu xin nhưng khi thấy thẩm lãng không để ý và chính họ nhóm người này có nhiều chuyện họ đã chuyển từ cầu xin sang uy hiếp và đe dọa. Thẩm đại nhân, ngài không thể nhìn chúng ta chết mà không cứu. Thẩm đại nhân, trời cao có lòng thương, vì hậu thế của ngài, vì tích đức cho tổ tiên, ngài cũng không thể nhìn chúng ta chết mà không cứu. Thẩm đại nhân, ngài có thể nhìn chúng ta chết không? Nỡ lòng nào, nỡ lòng nào? Ngay cả lang sói và hổ báo cũng không độc ác như vậy. Đối mặt với đám người quỳ dạp dưới chân mình tại trấn viễn hầu tước phủ, thẩm lãng chỉ nói một câu. Ngốc bức, ý là ngu người. Sau đó, hắn bước đi một cách ngây ngang. Ngay lập tức, vô số người càng thêm hận thẩm lãng. Thẩm lãng thấy chết mà không cứu, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi, một số người hét lớn, sau đó thực sự có những người không sợ chết lao lên. Mũi tên rơi như mưa từ trên tường thành, bắn chết tất cả những người xông lên. Ngốc bức, thẩm lãng lại nói một câu. Trong lâu đài, thẩm lãng dốc hết tâm huyết, viết ra hàng vạn từ về quy tắc phòng ngự bệnh đậu mùa. Cách ly như thế nào, tiêu độc như thế nào, dùng dược như thế nào, tăng tỷ lệ sống sót như thế nào. Hơn nữa, hắn đã mang đến một lượng lớn bò nhiễm bệnh đậu mùa từ Khương Quốc, có thể giúp toàn bộ dân chúng bạch dạ quận loại bỏ bệnh đậu mùa. Trương Sung tiến vào trấn Viễn Hầu Tước phủ, Thẩm Lãng đã giao cho hắn hàng vạn từ về quy tắc phòng ngự bệnh đậu mùa cũng như toàn bộ kế hoạch điều trị. Còn những con bò hữu ích để loại bỏ bệnh đậu mùa cũng được giao cho hắn. Trương Sung nhìn sau, cúi đầu với Thẩm Lãng và nói: "Thẩm công tử, ngài đã cứu sống hai mươi mấy vạn dân chúng bạch dạ quận. Thẩm lãng nói, việc làm Bồ Tát này, ta giao cho Trương Công. Trương Sung run rẩy nói, Thẩm Công Tử, tại sao lại như vậy? Ngài rõ ràng đã dốc hết tâm huyết để cứu sống hàng chục vạn người này, tại sao lại không tự mình làm, mà lại muốn giao cho ta, muốn đem danh dự này cho ta. Trong mắt Trương Sung, Thẩm Lãng lúc này có thể mượn cơ hội để nghịch chuyển tình thế, biến từ người bị chỉ trích của hàng nghìn người thành người được hàng vạn người kính ngưỡng ở Bạch Dạ Quận. Thẩm Lãng hỏi, Trương Công muốn nghe sự thật hay lời nói dối? Trương Dung trả lời, dù là sự thật hay lời nói dối, ta đều muốn nghe. Thẩm Lãng nói, lời nói dối là ta không cần danh tiếng tốt, chỉ cần làm người khiến người khác sợ hãi, không cần sự biết ơn của họ. Nói thật là, ta có thể cứu những người này, nhưng nếu muốn ta phải khom lưng hơn nữa, làm ra bộ dáng yêu dân như con, thì xin lỗi, ta không thể làm được. Trong mắt đấm ngu dân, ta mãi mãi chỉ là kẻ ngốc. Ta không muốn lưu danh sử sách, không muốn phong hầu bái tướng và càng không muốn nắm chính quyền, ta cần gì phải lấy lòng những người này. Đúng là như vậy đó, ta thật sự chỉ cần sống thống khoái là được. Sau đó, thẩm lãng vỗ nhẹ vào vai Trương Sung và nói, Trương Công, khi cần thánh nhân xuất hiện, ngươi sẽ là người hành động. Còn ta, ta sẽ tiếp tục đóng vai kẻ xấu. Ngay sau đó, thẩm lãng ra lệnh phong tỏa toàn bộ quận Bạch Dạ. Tất cả các thành trì đều bị cấm đi lại vào ban đêm và cả ngày nữa. Tất cả các thôn xóm, không ai được phép bước ra khỏi nhà. Hắn đã cho mấy ngàn võ sĩ, người đã bị nhiễm bệnh nhưng vẫn còn sống, ra khỏi thành, phong tỏa mọi con đường thông ra ngoại giới từ quận Bạch Dạ. Hắn đã hoàn toàn phong tỏa tình hình dịch bệnh đậu mùa trong toàn bộ quận Bạch Dạ. Bất cứ ai rời khỏi quận Bạch Dạ, dù vì lý do gì, đều sẽ bị giết chết. Vào thời điểm này, chúng ta cần một người đóng vai kẻ xấu, nếu không thì chúng ta sẽ không thể kiểm soát tình hình. Có những lúc chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể thể hiện lòng từ bi của Bồ Tát. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tình hình dịch bệnh đậu mùa trong toàn bộ quận Bạch Dạ đã được kiểm soát hoàn toàn, không lan tràn ra các quận thành xung quanh. Tỷ lệ tử vong đã giảm xuống mức thấp nhất. Trương Sung, người được nhân sinh phong là Phật sống. Thẩm Lãng, người bị ngàn người chỉ trỏ. Khi hắn rời khỏi quận Bạch Dạ, hàng vạn người đã phỉ nhổ hắn. Hàng ngàn, hàng vạn người đã chỉ rủa hắn là kẻ tiểu nhân. Sau khi đọc mật tấu kỹ càng và tỉ mỉ, quốc quân vung tay và nói, hãy đi, tất cả mọi người. Lê Chuẩn cùng một số hoạn quan khác đều rời đi, chỉ còn lại Ninh Nguyên Hiến một mình. Lúc này, đôi mắt hắn mới chợt đỏ lên, hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt. Những công lao và kỳ tích mà thẩm lãng đã tạo ra trước đây, không có cái nào có thể so sánh với sự chấn động mà lần này mang lại cho tâm hồn của Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến là một người khắc nghiệt, có thể nói là có ý chí sắt đá. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn dường như đã hiểu được tâm ý của Thẩm lãng. Thương hại nhưng lại đầy cao ngạo, hắn không vì ai mà khom lưng, không bị bất kỳ đạo đức nào bắt cóc, không bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Tất cả mọi việc đều tùy theo ý muốn của hắn. Ninh Nguyên Hiến thậm chí còn rất hâm mộ hắn. Hắn là quốc quân, đứng đầu vô số người, nhưng lại phải tuân theo rất nhiều quy tắc. Hắn phải cúi đầu trước rất nhiều thứ, như thánh nhân, như bá tánh thiên hạ. Nhưng thẩm lãng thì không. Hắn làm bất cứ việc gì, đều tùy theo ý muốn của mình. Đứa bé này, cuối cùng giống ai nhỉ? Giống ai nhỉ? Ninh Nguyên Hiến thở dài và nói. Tất nhiên, hắn không nói rằng tại sao đứa trẻ này không phải là con trai của mình. Nếu có một đứa con như thầm lãng, tất nhiên sẽ làm cho người cha cảm thấy rất tự hào, nhưng có lẽ cũng sẽ khiến hắn phải hấp hối liên tục. Dựa vào bộ dáng tùy hứng của hắn, hắn chắc chắn là một kẻ phá gia chi tử. Ninh Nguyên Hiến đã phá đủ thứ, nhưng vẫn không bằng thầm lãng, kẻ hỗn loạn này hắn có thể phá hủy bất cứ thứ gì vàng bạc thành trì quân đội lòng người hắn phá hủy mọi thứ hoàn toàn tùy tiện theo ý muốn của mình thằng danh ngươi thật nghiêu bức ta phục ngươi từ nghiêu bức quốc quân đã học được từ thẩm lãng lê chuẩn quốc quân gọi đại hoạn quan lê chuẩn tiến lên hãy của trách thẩm lãng mắng hắn mắng hắn như chửi một con chó quốc quân ra lệnh sau đó hãy khiến hắn nhanh chóng rời khỏi đây đừng để hắn gây rắc rối cho thiên tây hành tình nữa. Nếu hắn không trở lại, hãy trực tiếp trói hắn lại và đưa hắn về đây. Hãy phong trương sung làm tử tước, còn về phong hào, các ngươi hãy tự suy nghĩ, hãy chọn một cái thật tốt. Nghe lệnh, Lê Chuẩn lập tức dập đầu và nói, dạ, tuân lệnh. Quả thật là một vị quân chủ khắc nghiệt, rõ ràng đã phong trương sung làm tử tước, nhưng lại không muốn tự mình suy nghĩ về việc phong hào. Tiếp theo, Ninh Nguyên Hiến hỏi, nghe nói ở nơi thái tử, còn có một pho tượng kim mộc lan. Lê Chuẩn im lặng, không dám trả lời. Ninh Nguyên Hiến nói, hãy đi lấy nó về, còn chần chừ gì nữa. Lấy về, rửa sạch sẽ, phong ấn cẩn thận, rồi đưa nó đến nhà của thẩm lãng. Đại hoạn quan Lê Chuẩn trả lời, dạ, tuân lệnh. Hãy nhanh chóng thực hiện lệnh, đưa thẩm lãng, tên hỗn đản này, về thủ đô. Nếu hắn không muốn trở về, hãy trực tiếp trói hắn lại và đưa hắn về. Trong lòng Lê Chuẩn, hắn nghĩ, đù mé, bệ hạ, ngài đã nói điều này một lần rồi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô to, 800 dặm kịch liệt, 800 dặm kịch liệt. Sở quốc lui binh, sở quốc lui binh. Nghe thấy tin tức này, Ninh Nguyên Hiến cười khinh thường. Chỉ có châm chọc, không có niềm vui. Khi Tôn An đang dốc sức tấn công, quân đội sở quốc đã không còn sức lực để nhảy múa. Cái gọi là tấn công quân đội chủng miêu chỉ là một vở kịch. Vì thiên tây hành tỉnh còn có trịnh đà đang gây rối, sở quốc hy vọng trịnh đà có thể gây rối lớn, tạo ra một thế cắt cứ, nên họ không muốn rút quân. Nhưng không ngờ, Trịnh Đa đã bị diệt một cách nhanh chóng, Sở Quốc chỉ có thể giúp quân trong sự thất vọng, không thể thực sự trình diễn cuộc chiến quyết định giữa hai nước. Chết tiệt, thẩm lãng này thật là một tên yêu quái ngàn năm, một thiên tài bệnh hoạn, rất hai trăm kẻ hèn giặt dẹo vào bạch dạ quận, không chỉ diệt Tô Nan mà còn diệt Trịnh Đa, quá là vãi đái, thật sự là quá vãi đái. Trong cung của Sở Vương, Sở Vương nhéo nhéo mũi, với vẻ mặt rối rắm và hơi sợ hãi. Ôi chúng ta đã mất quá nhiều binh sĩ và tướng lĩnh trong cuộc chiến này thẩm lãng người này là ai vậy từ đâu xuất hiện sao lại mạnh mẽ đến thế chỉ cần một mình hắn đã tiêu diệt được tôn an và trịnh đà việt quốc thế mà có tài năng lớn như vậy tại sao hắn không ở trong sở quốc của ta hãy cử sứ đoàn đến việt quốc đàm phán ngưng chiến chúng ta đã chiếm được một số thành lũy không thể rút lui hãy tận dụng cơ hội này để bắt ninh nguyên hiến bồi thường cho chúng ta một số vàng Thái độ của chúng ta phải cứng rắn. Khi đến Việt quốc, chúng ta có thể liên lạc với Ngô quốc trước để hai nước chúng ta liên thủ tạo áp lực. Chúng ta không sợ Ninh Nguyên Hiến không đồng ý thỏa hiệp. Ngô Vương hiện tại cần sự giúp đỡ của chúng ta, nên thái độ của sứ giả có thể hơi ngạo mạn một chút. Nếu không chiếm được gì trên chiến trường, hãy cố gắng lừa bịp và tống tiền trong cuộc đàm phán. Vâng. Vài giờ sau, sứ đoàn của Sở quốc đã xuất phát đi Việt quốc. Tại biên cảnh Ngô Việt, trong đại danh của quân đội trung ương Ngô quốc, Ngô Vương đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn nhìn vào những tấu trong tay mình. Thẩm Lãng đã đánh bại Tôn An, đánh bại Trịnh Đà và còn cách mấy ngàn dặm để đánh bại Ngô Mục Đại Quân. Nói cách khác, chỉ một mình hắn đã đánh thắng ba trận đại chiến. Người này thật sự lợi hại đến mức không thể tưởng tượng. Ôi, Sở Quốc đã rút quân. Biện Tiêu vẫn còn ở trong Ngô Quốc, tiếp tục cuộc tàn sát điên cuồng, khiến lòng người trong quốc đều hoảng sợ, linh hồn tan vỡ quân đội lớn của Ngô Quốc vẫn còn đang mệt mỏi di chuyển vào chặn đường, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Ngô Vương nhìn vào bản đồ trên tường, lúc này không còn bất kỳ điều gì có thể trông cậy vào. Mọi ảo tưởng đều đã tan biến, kể cả trịnh đà cũng đã bị thẩm lãng tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp theo, nếu muốn làm cho biện tiêu rút quân, chỉ có thể dựa vào việc đàm phán. Ngô Vương trẻ tuổi cúi đầu, hắn muốn tự mình đến gặp Việt Vương để chịu thua và thỏa hiệp. Lúc này, Ninh Nguyên Hiến sẽ phản ứng như thế nào, liệu hắn có sẽ mở to miệng như sư tử và đối với ngô quốc tiến hành sâu xé không thất bại thảm hại trong chiến tranh đã dẫn đến bi kịch bị động ngày hôm nay ngô vương cảm thấy vô cùng không cam lòng chỉ cách đây không lâu hắn đã thắng ninh nguyên hiến ở biên cảnh cảnh tượng đó thật tuyệt vời uy danh của hắn thật hiển hách sau này ninh nguyên hiến đối mặt với nguy cơ từ mọi phía việt quốc dường như đứng trước nguy cơ lớn chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tình hình đã hoàn toàn đảo lộn việt quốc đã chiến thắng hoàn toàn trong khi đó Ngô Quốc lại đứng trước nguy cơ gặp tai nạn. Ngô Vương trẻ tuổi, oai hùng và đầy nhiệt huyết, giờ đây lại phải khom lưng trước Việt Quốc, giống như cha của hắn. Việt Vương sẽ lừa bịp và tống tiền bao nhiêu? Một con số thiên văn để đền bù, hay là một lần nữa nhượng bộ về lãnh thổ? Hãy cử sứ giả đến cung của sở vương. Ngô Vương thở dài và nói, Dạ. Sau đó, nhóm thần tử bắt đầu tổ chức sứ đoàn để đi cùng Việt Vương đàm phán. Bất ngờ, Ngô Vương đột nhiên đứng dậy và nói, không, ta sẽ tự mình đến cung của Việt Vương để đàm phán với Ninh Nguyên Hiến. Ngay khi lời này vừa ra, tất cả các thần tử đều hô to lên. Bệ hạ, trăm triệu lần không thể, trăm triệu lần không thể a. À. Bệ hạ là vạn thừa tôn sư, là chủ nhân của một quốc gia, sao lại có thể liều mình như vậy? Nếu Ninh Nguyên Hiến phát điên, giam giữ bệ hạ và lừa bịp tống tiền quốc gia của chúng ta, đó chính là một thảm họa lớn a. À. Ngô Vương nhìn về phía Ngô Thẳng. Trong lòng Ngô Thẳng, hắn cảm thấy rất hồi hộp. Một mặt hắn rất vui mừng với quyết định mà ngô vương đã đưa ra dù cho trận chiến này đã thua nhưng đại vương vẫn không mất đi nhuệ khí và vẫn tràn đầy khí thế khiêu chiến nhưng một vị chủ quốc tiến vào lãnh thổ của kẻ địch thật sự là một hành động mạo hiểm quá mức ngô vương nói đã quyết định như vậy rồi ta sẽ tự mình đi gặp việt vương chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn thấy được vinh quang của người chiến thắng mọi người đều ngạc nhiên vị bệ hạ này hắn đang làm gì vậy sau đó ngô vương quyết đoán dẫn theo một số thần tử trực tiếp vượt qua biên cảnh, hướng tới cung của Ninh Nguyên Hiến. Ngay lập tức, sự việc này đã làm cho thủ tướng của Việt Quốc cảm thấy sợ hãi. Này, hắn đang làm gì vậy? Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy củ. Xin hãy trước thông báo với Việt Vương rằng ta, Ngô Vương, đang đến để bái kiến. Làm một vị chủ quốc mà lại trực tiếp tiến vào lãnh thổ của một quốc gia khác, đây có phải là vi phạm quy củ không? Đương nhiên, đây còn là một hành vi khiến người ta kinh sợ vãi loàn. Nói chung, nếu hai vị quân vương muốn gặp mặt và trò chuyện, họ sẽ dựng một đài cao ngay trên đường biên giới giữa hai nước. Trục trung tâm của đài cao này chính là đường biên giới và hai vị quân vương đều đứng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đương nhiên còn có một tình huống khác, đó là viếng thăm chính thức, khi đó một vị quân chủ sẽ tiến vào một quốc gia khác. Khi Khương Ly còn tại vị, có rất nhiều thái tử và quốc quân của các quốc gia khác đã đến Đại Càn Vương quốc để phỏng vấn. Nhưng sau khi Khương Ly qua đời, không khí giữa các quốc gia ở phương Đông đã hoàn toàn thay đổi. Đừng nói đến việc các quân vương ít khi gặp nhau, ngay cả các thái tử và quân quan cũng ít khi đến quốc gia của hắn. Một ngày sau đó, Thẩm Lãng đã trả lại binh mã của Khương quốc cho nữ vương A Lỗ Nana. Tiện thể, hắn còn chờ đợi Đại Ngốc và A Lỗ Nana hơn một canh giờ. Nếu là một người phụ nữ khác, hắn sẽ nói rằng, hãy chờ đợi cho tới ngày ta sinh con, ngươi nhất định phải trở về. Nhưng A Lỗ Nana lại không nói như vậy, với những người phụ nữ của Khương quốc, việc sinh con giống như việc đẻ trứng chỉ có nàng và đại ngốc mới là đôi tình nhân chân chính, không cần phải gặp nhau từ sáng tới chiều. Hắn chào tạm biệt A Lỗ Nana và chào tạm biệt Trương Sung. Thẩm lãng như cũ xuất lĩnh không đến 200 người rời khỏi bạch dạ quận, hồi thủ đô. Hết cháp 285